Samsung là một ông lớn trong lĩnh vực công nghệ và là lựa chọn đầu tiên nếu người tiêu dùng muốn tìm mua các sản phẩm thiết bị điện tử, đặc biệt đó là các sản phẩm TV. Nếu như các bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một sản phẩm TV để có thể xem video hay là xem truyền hình với chất lượng hình ảnh vừa sắc nét, chân thực, tiết kiệm năng lượng mà đặc biệt đó là giá thành phải rất hợp lý thì chắc chắn TV Samsung QLED sẽ là một sự lựa chọn rất hợp lý bởi vì nó đáp ứng được đầy đủ những nhu cầu mà bạn mong muốn. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng Thùy Trâm khám phá top 3 những chiếc TV QLED Samsung đáng mua nhất trong đầu mùa hè năm nay nhé. Đầu tiên, đó chính là QLED TV 55 inch Samsung 55Q60B với thiết kế phong cách E-Slim có độ mỏng ấn tượng giúp mở rộng không gian màn hình hiển thị. Và với thiết kế này thì người dùng sẽ có được những trải nghiệm vô cùng sống động, sắc nét và rất hiện đại, nâng tầm cuộc sống trong ngôi nhà của bạn. Và chắc chắn đây sẽ là một trong những mẫu TV rất hot trong mùa hè năm nay. Đặc biệt với mức giá chỉ 13.990.000 đồng. Để mang tới cho người dùng những trải nghiệm hình ảnh sắc nét, sống động và độ tương phản đỉnh cao, Samsung đã trang bị cho sản phẩm của mình những công nghệ hình ảnh nổi bật. Công nghệ Quantum Dot hiển thị 100% giải màu, cho bạn thưởng thức từng khung hình mang màu sắc cuộc sống, tuyệt đẹp ở mọi mức độ sáng. Công nghệ đèn nền cải tiến sở hữu khả năng tối ưu hóa tông màu đèn phù hợp với từng loại nội dung, cho phép hiển thị hình ảnh với chất lượng rõ nét và chuẩn xác đến không ngờ. Vượt xa những tiêu chuẩn hàng đầu, công nghệ HDR10+ kiến tạo khung hình rực rỡ, tỏa sáng ấn tượng trong từng chi tiết với sắc đen sâu thẳm và sắc trắng thuần khiết. Không những thế, Samsung còn trang bị bộ vi xử lý giúp tối ưu hóa khả năng hiển thị hình ảnh, mang tới trải nghiệm xem chất lượng cao và hoàn hảo nhất. Chiếc TV này với công nghệ Object Tracking Sound Live, chất âm 3D đỉnh cao nhờ sự kết hợp giữa hình ảnh sống động, chân thực và kênh âm thanh giả lập hàng đầu từ Samsung, cho bạn đắm chìm trong âm thanh vòm tuyệt đỉnh. Chiếc TV này cũng mang đến những điều tiện ích không ngờ khi được tích hợp 3 trợ lý giọng nói, đó là Amazon Alexa, Bixby và Google Assistant. Bạn có thể thoải mái lựa chọn trợ lý yêu thích và mang đến những trải nghiệm giải trí tối ưu cũng như là điều khiển liền mạch ngôi nhà thông minh của bạn. Quá trời những tiện ích trong một chiếc QLED TV 4K 55 inch Samsung mà mức giá chỉ có 13.990.000 đồng. Chắc chắn đây sẽ là một trong những sản phẩm được rất nhiều quý khách hàng săn đón trong mùa hè này phải không nào? Nếu bạn là một người yêu nghệ thuật và mong muốn sở hữu một chiếc TV đa phong cách với khung viền được thiết kế linh hoạt tựa như một bức tranh thì đừng bỏ lỡ QLED TV khung tranh Samsung 4K 55 inch với mã sản phẩm là 55LS03B Lifestyle TV đang ngay bên cạnh Thùy Trâm đây. Được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của sự tinh giản, thiết kế mỏng hơn, chắc chắn hơn cùng với mặt sau được hoàn thiện tỉ mỉ với lớp màu đơn sắc ấn tượng giúp nổi bật vẻ đẹp tinh tế của TV từ mọi góc nhìn. Công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot hiển thị 100% giải màu với độ chân thực sống động và rõ nét, cho bạn thưởng thức từng khung hình mang màu sắc cuộc sống tuyệt đẹp ở mọi mức độ sáng. Bộ xử lý Quantum 4K thông minh với khả năng học hỏi, thích ứng và nâng cao. Trí tuệ nhân tạo giúp tối ưu vượt trội cả âm thanh lẫn hình ảnh, đưa trải nghiệm xem TV của bạn lên tầm cao mới. Chiếc TV hiện lên như một khung tranh nghệ thuật, The Frame hòa quyện hoàn hảo với mọi không gian từ phòng khách đến nhà ăn. Bạn cũng không cần phải lo lắng là khung hình hiển thị bị hạn chế bởi nhà sản xuất đã trang bị đa dạng lựa chọn khung viền từ đơn giản đến cá tính, cho bạn thỏa thích ngắm nhìn tuyệt tác khung tranh, thoải mái chuyển đổi màu sắc và phong cách khung viền nhờ các khớp nối nam châm linh hoạt. Khi tắt, The Frame mang đến cho bạn một không gian trưng bày nghệ thuật đúng nghĩa chỉ với một nút bấm. Với hơn 1.600 tác phẩm nghệ thuật từ chế độ Art Mode, bạn có thể trình chiếu bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân với nhiều phong cách trình bày đầy sáng tạo và mới lạ, dễ dàng tùy chỉnh và điều khiển theo ý thích. Một điểm cộng của chiếc TV này như Thùy Trâm có chia sẻ ban đầu, đó chính là khả năng tiết kiệm năng lượng. Cụ thể, công nghệ cảm biến chuyển động Motion Sensor sẽ tự động nhận diện và hiển thị các tác phẩm nghệ thuật khi bạn di chuyển đến gần The Frame. Màn hình được tự động tắt giúp tiết kiệm tối ưu điện năng sử dụng. Trong quá trình sử dụng, chắc hẳn bạn sẽ băn khoăn lo lắng là nếu ánh sáng trong phòng thay đổi thì liệu bức tranh của chúng ta có bị xấu đi không? Tuy nhiên, với cảm biến ánh sáng Brightness Sensor có thể tự động điều chỉnh độ sáng và tông màu giúp cho bức tranh của bạn có thể hiển thị hoàn hảo mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, nhờ TV được trang bị công nghệ QLED với tấm nền chống phản sáng mới sẽ hạn chế đáng kể độ chói, mang tới chất lượng hiển thị siêu thực cho bạn trải nghiệm xem sống động tới từng chi tiết. Chiếc QLED TV sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh vòm hoàn hảo, chuẩn điện ảnh,
bạn sẽ được đắm chìm trong âm thanh 3D như đang hiện diện trong từng khung cảnh với những trải nghiệm đa dạng, đáng kinh ngạc. Công nghệ Q Symphony tận dụng loa TV và loa thanh kiến tạo không gian giải trí đỉnh cao, bao trùm mọi giác quan. Có thể thấy chiếc QLED TV khung tranh 4K 55 inch Samsung sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai vừa yêu thích công nghệ lại mong muốn có những trải nghiệm giải trí tốt nhất tại nhà. Và với mức giá chỉ 16 triệu 990 nghìn đồng, bạn đã có thể sở hữu tất cả những tính năng ưu việt trên. Đồng thời, sản phẩm được bảo hành trong vòng 24 tháng cùng với rất nhiều những phần quà ưu đãi khác. Và chiếc QLED TV cuối cùng trong top 3 ngày hôm nay đó là một chiếc TV có màn hình siêu to khổng lồ lên tới 75 inch với mức giá chào hè cực kỳ ưu đãi chỉ 26 triệu 990 ngàn đồng. QLED TV 4K 75 inch Samsung 75Q60B có thiết kế tối giản và hiện đại, phù hợp với bất kỳ phòng khách hay văn phòng công ty. Với kích thước màn hình 75 inch chắc chắn sẽ mang tới cho bạn những trải nghiệm xem phim và chơi game hoàn toàn mới mẻ. Cùng với đó là một chiếc màn hình lớn như thế này chắc chắn sẽ khiến cho phòng khách của bạn trở nên sang trọng và hiện đại hơn. TV có độ phân giải 4K cho phép hiển thị hình ảnh chi tiết và sắc nét hơn. Độ phân giải cao hơn cũng cho phép bạn xem TV ở khoảng cách gần hơn mà không bị nhòe hình. Công nghệ đèn nền Quantum Dot cung cấp hình ảnh và màu sắc rực rỡ, chân thực hơn với các TV LED thông thường. Vẫn là công nghệ âm thanh vòm theo chuyển động hình ảnh, nhưng Samsung đã trang bị công nghệ Adaptive Sound với khả năng nhận biết âm thanh theo từng phân cảnh, giúp tối ưu chất lượng nghe dựa trên phân tích cảnh phim đang phát theo từng loại nội dung. Chiếc TV QLED 75Q60B này được trang bị rất nhiều những ứng dụng phổ biến như là YouTube, Netflix hay là Amazon Prime Video. Bạn có thể lựa chọn bất kỳ những ứng dụng nào mình yêu thích. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể điều khiển TV của mình bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo Google Assistant. Có thể thấy top 3 Samsung QLED TV ngày hôm nay đều là những sản phẩm rất tiêu biểu với thiết kế thanh mảnh, hiện đại, màn hình vô cực, khai phóng tầm nhìn. Cùng với đó sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm hình ảnh sống động, sắc nét và âm thanh đỉnh cao. Thì Trâm tin rằng chắc chắn cả 3 sản phẩm này đều sẽ là những sự lựa chọn tuyệt vời cho quý vị với mức giá rất hấp dẫn trong dịp chào hè này. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không cân nhắc để dinh một trong 3 em này về với gia đình của mình. Và mọi thông tin chi tiết cũng như những giá bán và chế độ hậu mãi của các sản phẩm sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục ở đường link bên dưới video này quý vị nhé. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay rồi. Nếu quý vị có bất cứ những thắc mắc nào, có thể ghé từ website mediamart.vn hoặc thegioidienmay.com hoặc gọi ngay đến số điện thoại 1900 6788 để được tư vấn nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại trong những sản phẩm đặc biệt tiếp theo.